Tử vi xem tướng, xin chào các bạn. Hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật. 9 bộ phận trên cơ thể càng to lại càng giàu. Nhiều người luôn mất tự tin với thân hình mũm mĩm của mình, sợ to quá thành thô nên ngại tiếp xúc với người lạ. Tuy nhiên không phải cứ điểm nào to cũng là xấu đâu nhé. Xét từ khía cạnh nhân tướng học, có 9 điểm trên cơ thể càng to thì lại càng nhiều tài lộc đây. 1. Tay to. Xem tướng bàn tay, người có đôi tay to thường có tấm lòng khoan dung độ lượng, là người nhân hậu hiếm có ở trên đời. Họ chẳng bao giờ vụ lợi mà luôn rất khiêm nhường. Nhờ thế mà đường nhân duyên rất tốt, được quý nhân trợ giúp trên nhiều con đường tài lộc. Đôi bàn tay to chẳng những có thể hút tài mà còn có thể tụ tài. Tiền bạc kiếm được không phải là chuyện gì quá khó khăn, cũng biết cách quản lý tài chính nên hiếm khi lâm vào cảnh túng thiếu. Có thể nói đa phần người có đôi bàn tay to thì thường là tướng người giàu có và sung túc. Tài sản mà họ có được đều là nhờ công sức bỏ ra, từng chút một tích góp lại mỗi ngày. Họ chẳng ngại khó ngại khổ, tuy không phải chịu đựng nhọc vô vàn, nhưng cũng phải bỏ công bỏ của, kiên trì mới vững bước thì có thể thành công. Nam giới mà tay to thì có tố làm quan, đường công danh sự nghiệp hanh thông rộng mở, quyền lực nắm ở trong tay, chẳng phải lo sợ gì ai, tài lộc cũng từ đó tự nhiên mà có. Nữ giới mà có đôi tay to thì là tướng nội trợ ở trong nhà, quán xuyến mọi chuyện trong gia đình, vun vén chăm lo đời sống tinh thần và kinh tế, trong nhà không bao giờ lâm vào cảnh túng thiếu nhọc nhằn. 2. Miệng rộng. Người xưa có câu, đàn ông miệng rộng thì sang, mà đàn bà miệng rộng lại tan hoang cửa nhà. Nhưng đó chỉ là nói cách vui vui thôi, châm biếm cái thói buôn chuyện lê la đôi mách của người phụ nữ mà thôi. Kỳ thực thì theo quan điểm của nhân tướng học, người có khuôn miệng rộng là tướng đại phú đại quý, tiền bạc tự tìm đến, chẳng phải lo nghĩ gì nhiều. Thậm chí miệng rộng còn là tướng phụ nữ vượng phu ích tử, mang lại nhiều may mắn giàu sang cho gia đình. Miệng rộng cũng giống như là nhà cửa, nhà kho lớn, tài lộc ao ao đổ về, không có gì ngăn trở được. Người có tướng như thì thường giỏi xã giao, có duyên ăn nói, cũng biết nắm bắt thời cơ, tinh tế đánh trúng tâm lý của người đối diện. Chỉ qua một cuộc nói chuyện mà có thể nhìn ra được huyền cơ ẩn chứa phía sau. Xem tướng khuôn mặt, khuôn miệng rộng thì mang lại cho họ những điều cát lành, khó ai sánh nổi. Tiền tài cứ thế tự nhiên mà chảy về túi họ. Tướng người giàu có chính là đây. Thấy ai miệng rộng thì đừng chê bai họ nha. 3. Chân to. Những người có đôi chân to, bàn chân lớn thì tính cách thường trầm ổn, sống thực tế, không phù phiếm xa hoa. Họ cũng không thích nịnh bợ người khác để lấy lợi cho mình. Quyết đoán trong mọi chuyện, cũng rất hiệp nghĩa, hay giúp đỡ mọi người, lại luôn lấy chữ tín làm đầu, còn thường được nhiều người yêu mến và tin tưởng, vận quý nhân cũng sẽ hưng vượng vô cùng. Người như vậy thì có bao giờ vận khí sa sút được, chẳng cần nói cũng biết họ tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc dồi dào. Tuy thời trai trẻ họ phải chịu khá nhiều vất vả trong cuộc sống, do vận số phải thế, không phải bản thân họ không có thời tài năng. Xong, những kinh nghiệm xương máu tích lũy được trong quãng thời gian ấy thì vô cùng quý báu, cho họ những bài học không có gì có thể đánh đổi được. Nhờ thế mà trung vận chính là thời điểm mà người này chuyển mình mạnh mẽ, một tay gây dựng cơ đồ, khiến cho bao người trước đây từng coi thường họ phải ngỡ ngàng. Chí hướng cao xa, tham vọng lớn, người có đôi chân to dùng chính tài năng và bản lĩnh của mình để trở thành người giàu sang phú quý. Giàu sang, nhưng họ không thay đổi bản chất của mình, vẫn giữ được cái tính hồn hậu, chất phác. Hay làm, cũng thương người, quý người. Thấy ai khốn khó, họ sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ. Cũng càng chẳng nói đến cái việc mà người có ơn với mình, họ lại càng biết ơn và báo đáp vô cùng hậu hĩnh. Sởi lời thì trời cho, bo bo thì trời phạt. Sự phóng khoáng mang lại cho họ thêm nhiều cơ may tài lộc, tiền bạc đầy nhà. 4. Cằm tròn đầy đặn. Cằm tròn, to nhưng cân đối hài hòa với khuôn mặt là nét quý tướng. Người sở hữu đặc điểm này thường rất bao dung, có lòng vị tha, nên dễ dàng giành được tình cảm của người thân, bạn bè, được đồng nghiệp yêu mến, cấp trên tin tưởng. Ở tuổi trung niên thì chắc chắn họ sẽ có chỗ đứng, địa vị cao trong xã hội, ít nhất cũng phải trở thành lãnh đạo của cả trăm nhân viên. Càng tới những năm về sau thì sự nghiệp lại càng thăng hoa phát triển. Nếu dám mạnh dạn khai phá cái mới, vượt ra khỏi giới hạn an toàn, sẵn sàng đánh đổi thì chắc chắn họ sẽ còn thành công hơn nữa. 5. Tai to.
Tai to là dấu hiệu của sự sống còn, tuổi thọ. Những người này thường có tính cách bộc trực, thẳng thắn, rất ít khi gặp phải những chuyện rủi ro, không may mắn. Họ là người đa mưu túc trí, biết nhìn xa trông rộng, làm việc gì cũng đều lên kế hoạch từ trước, giỏi kiếm tiền và giỏi luôn cả việc giữ tiền. Họ thường có quy duyên kinh doanh, hoặc là nếu làm trong cơ quan nhà nước thì được định sẵn là phải làm quan to, có chức có quyền. Thế mới nói không phải tự nhiên mà ông bà xưa có câu tai to thì là tướng làm quan. Nếu là đôi tai to, vành tai dày mà lại còn đẹp thì lại càng may mắn, hưởng hết phúc phần của thiên hạ, hậu vận an nhàn. Về già thì có con cháu phụng dưỡng, sống vui vẻ mà không đau ốm đau, bệnh tật gì. 6. Mũi to, tròn. Người có mũi to tròn, nhiều thịt, thường có tính cách thẳng thắn, bộc trực, có số phú quý. Họ có cuộc đời khổ trước, sướng sau. Dù là sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng kiểu gì cũng vươn lên thành một tỷ phú nhờ năng lực, bản lĩnh của chính mình, chứ không định bợ, dựa dẫm bất kỳ ai. Nếu là người phụ nữ có mũi to, thường thì sẽ kết hôn với người đàn ông giàu có, được chiều chuộng, sống sung sướng chẳng khác gì bà hoàng. Còn nếu đó là đàn ông thì họ sẽ có khả năng lãnh đạo tốt, được nhân viên tôn sùng, yêu quý. Con đường sự nghiệp chỉ có lên chứ chẳng bao giờ xuống. 7. Mông to. Theo quan điểm tử vi nhân tướng học, những người có cặp mông đầy đặn, tròn trịa, thông thường có tướng phú quý, tính hào phóng mà lại độ lượng. Cuộc sống của những người có vòng mông nở nang thường khá ổn định về vật chất, suôn sẻ trong mọi việc. Bên cạnh đó, người có mông lớn thì lại là người khéo léo, có khả năng kiếm tiền tốt, biết chiều chồng và dễ sinh những đứa trẻ kháu khỉnh thông minh. Chính vì điều này mà xu thế mông to luôn được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên không phải ai sinh ra cũng sở hữu được đường cong trời phú này, nên ngày càng nhiều người lựa chọn phẫu thuật bộ phận này để cải thiện vóc dáng và nhân tướng cho mình. 8. Bụng to mà da bụng thì lại dày. Theo nhân tướng học, tướng bụng sệ xuống phía dưới cộng thêm da bụng dày trông như là túi đựng tiền. Người sở hữu quý tướng này sớm gặp vận, dễ phất lên khi gặp được thời, về già được hưởng lộc con cháu. Bởi vậy các chị em mũm mĩm chớ mất tự tin vì tướng bụng này. Ngược lại thì các nhà nhân tướng học lại cho rằng bụng mà xẹp lép với tướng người hom hem là những người luôn phải lo nghĩ đến chuyện tiền bạc. Da bụng mọc lại thêm cái tướng bụng trồi hướng lên trên thì là tướng người khó phú quý, cuộc đời ít khi được hưởng giàu sang. 9. Khuỷu tay đầy đặn. Nếu duỗi tay thẳng ra phía trước, phần khuỷu tay dường như không nhìn thấy chỗ lõm, chứng tỏ là một cái khuỷu tay đầy đặn, nhiều thịt. Chủ nhân sở hữu đặc điểm này thường có đầu óc thông minh, linh hoạt, khả năng sáng tạo không ngừng và có thể gặt hái thành công một cách dễ dàng hơn. Mỗi người chúng ta sinh ra trên đời này đều có mục đích sống, có sứ mệnh và hoài bão khác nhau. Tuy nhiên dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa, để thực hiện được những ước mơ, những lý tưởng thì chúng ta cần phải có một sức khỏe thật tốt cả về vật chất và tinh thần. Thật không quá khi nói rằng sức khỏe là cái quan trọng nhất đối với mỗi chúng ta. Chính vì thế, khi đến với thế giới này mang theo một hình hài đầy đủ, đó đã là phúc phận chúng ta nên biết trân quý. Khi chúng ta còn khỏe mạnh, ít khi nào chúng ta quan tâm đến sức khỏe của chính mình và cũng nghĩ rằng ta khỏe mạnh là điều rất bình thường. Và cũng ít ai nghĩ rằng sức khỏe lại là tài sản lớn nhất của chính mình. Ta không bao giờ biết rằng sống khỏe mạnh là điều hạnh phúc nhất của mỗi con người chúng ta. Ta thường so sánh địa vị xã hội hay của cải vật chất với những người khác chứ chưa bao giờ so sánh mình có thực sự khỏe mạnh hơn người khác hay không. Và rồi thời gian trôi đi, cũng chẳng bao giờ nhận ra mình thật may mắn hơn người khác rất nhiều. Có những người ở ngoài kia phải từng giờ, từng phút, từng giây đấu tranh với bệnh tật để giành lấy sự sống cho chính mình. Mỗi sáng được thức dậy trong khỏe mạnh, được ngắm nhìn mọi vật xung quanh của chúng ta, được đi lại, được hít thở bầu không khí mỗi ngày, ôi nó đã là điều tuyệt vời nhất trên cõi đời này rồi. Khi ta còn trẻ, còn khỏe mạnh, chúng ta rất hay chủ quan với sức khỏe của mình. Chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta khỏe mạnh được mãi mãi như thế này. Vì thế, có những lúc ta thức thâu đêm suốt sáng, hút thuốc, uống rượu. Cũng có lúc ta vì ai đó làm ta buồn bực mà hủy hoại đi cơ thể của chính mình. Có lúc ta mãi lo chơi bời, lo tranh đua với cuộc đời mà quên đi sức khỏe mới là thứ quý giá nhất của mỗi chúng ta.
Cuộc sống hàng ngày chúng ta cứ lao đầu vào tiền tài danh vọng để đạt được những mục tiêu của mình. Lao đầu vào công việc một cách điên cuồng, không kiểm soát. Có nhiều lúc chúng ta đối xử rất tồi tệ và tàn nhẫn với chính thân thể bản thân mình. Và để đến một ngày, khi sức khỏe đã đi xuống, khi đó đã là quá muộn rồi. Thời gian cứ trôi qua, ai rồi cũng sẽ già đi theo năm tháng. Sức đề kháng của chúng ta mỗi ngày một giảm đi. Mà một khi ta đổ bệnh xuống, lúc ấy hối hận cũng không còn kịp nữa rồi. Bởi nếu bệnh tật ốm đau, chúng ta đâu còn tâm trí nào mà lo suy nghĩ cho những việc khác, cho công việc nữa. Chưa kể bệnh tật còn khiến cho con người ta tiêu hao tiền bạc, ảnh hưởng đến những người thân trong gia đình. Vậy người ta mới nói, sức khỏe là chìa khóa để tiến đến thành công. Các bạn, dù chúng ta còn trẻ và còn khỏe mạnh, thì chúng ta cũng phải quan tâm đến sức khỏe của mình. Hãy học cách phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Đừng để khi bệnh tình trở nên nghiêm trọng, ta mới đi chữa bệnh. Thì lúc ấy, phải tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức và chính cái thứ tiền bạc ta đã kiếm ra mà chưa chắc đã chữa hết bệnh. Hãy bắt đầu biết trân trọng và yêu quý sức khỏe của chính bản thân mình. Thường xuyên tập luyện thể dục, thực hiện lối sống lành mạnh, biết cách sắp xếp công việc một cách hợp lý và khoa học. Tránh xa những thói quen tiêu cực ảnh hưởng, những thói hư tật xấu đến cuộc sống, sức khỏe của chính mình. Luôn luôn quan niệm đến sức khỏe của chính mình về mặt thể chất lẫn tinh thần. Khi có một cơ thể khỏe mạnh và một tinh thần minh mẫn, thì ắt bạn sẽ dễ dàng thực hiện được các khát khao, hoài bão của chính mình. Đồng thời, bạn có thể giúp đỡ được những người khác và tạo ra nhiều giá trị hơn nữa cho xã hội này.